buổi sáng các bạn đang xem kênh Cuộc Sống Hai Chị Em. Hôm nay mình sẽ làm món đó là ốc bươu luộc sả, ghẹ luộc nha các bạn. Tỏi và ớt mình sẽ đập dập để mình làm cái sốt tí nữa, mình ăn với cái ốc bươu nha các bạn. Cho ít nước mắm các bạn ạ. Đường 3 4 thìa đường các bạn, 1 thìa bột nêm. Tiêu, một trái chanh nha các bạn. Mình sẽ trộn đều lên nha các bạn. Bây giờ mình sẽ vào bếp luộc cái phần ốc bươu này nha các bạn nhé. Sả thì mình đập dập, mình cắt khúc vào luộc chung luôn nha các bạn. Ốc bươu mình luộc chín rồi nha các bạn. Thì bây giờ mình đổ ra rổ cho ráo cho các bạn ơi. Thơm lắm các bạn, thơm mùi sả. Bây giờ mình sẽ luộc ghẹ nha các bạn. Phần ghẹ được rồi nha các bạn, thì mình nhắc ra mình đổ ra thôi các bạn ơi. Các bạn ơi, mình đã làm hôm nay rất là đơn giản luôn các bạn. Ốc bươu luộc sả nè, ghẹ luộc này các bạn. Lâu lâu mình cũng thay đổi khẩu vị. Bây giờ mình mời các bạn thưởng thức cùng với mình nhé. Mình mời các bạn miếng nước đá. Mình rưới nước sốt vào trong mấy ốc này các bạn. Con ốc bươu to lắm các bạn. Mình ăn, mình lấy cái cồi này các bạn. Các bạn nào mà ăn hết được thì mình ăn, mình ăn được cái cồi thôi các bạn. Mình mời các bạn nhé. Ngon lắm các bạn ơi, nhất là cái phần nước sốt này các bạn này mình pha đúng là đậm vị, hợp với cái phần mình để mình chấm cái phần ốc bươu luôn đấy các bạn. Thay vì mình chấm thì mình cứ rưới vào trong ốc bươu cho nó thấm này các bạn này. Ui to không các bạn này. Mình đi chợ mình lựa toàn ốc bươu to không à. Mình hút cái phần nước nha các bạn. Ngon quá các bạn. Mình mút tí sả mà luộc các bạn. Cái phần ốc bươu á các bạn, khi mình mua về á, nếu mà mình nấu cơm á thì tiện thể mình cái nước vo gạo á, mình ngâm với ốc bươu với ớt nó rất là nhanh luôn đấy các bạn, mà nó sạch. Không thôi thì mình sẽ ngâm với lại ớt không cũng sạch lắm các bạn. Trước khi mình về mình sẽ sơ chế làm qua cái phần ốc bươu cho nó sạch sẽ rồi các bạn. Cái phần nước sốt mình rưới vào trong ngon lắm các bạn. Mình mời các bạn. Phần sả cây các bạn. Thơm. Mình sẽ lấy cái con to này các bạn. To ú ù luôn các bạn ơi. To quá trời luôn đó các bạn. Mình mời các bạn. Phần nước sốt quá ngon luôn các bạn ơi. Mời các bạn tiếp tục. Mình thích rưới cái phần nước sốt này, nước mắm này là do mình làm này. Ngon lắm, nó đậm vị. Mình ăn được 2, 4, 5 con rồi các bạn, khổng lồ. Mình dùng cái cây tăm á, nó nhỏ quá nó gậy. Mình dùng cái cây xiên mà nó cứng các bạn. Cái phần này mình mua 2kg ốc bươu luôn nha các bạn. Cái nước sốt này, cái nước vừa ấy luộc ốc nó ra nè các bạn. Và cái nước sốt mình chấm vào trong đây nè, mình đổ vào trong đây nè. Mình hút, mình mời các bạn, ngọt lắm các bạn ơi. Phần thịt ốc nè các bạn.
món này nó lạ lạ các bạn ơi. Tuy là cái ốc bưu mà nó luộc xẻ như thế này là từ ngày xưa cũng đã có rồi, nhưng mà hôm nay mình lại ăn lại các bạn, thấy nó lạ lạ là mà nó ngon. Ngày xưa mình luộc là mình chấm với nước mắm, gừng, ớt. Còn bây giờ mình làm cái nước mắm sốt luôn, mình rưới vào cái phần ốc luôn các bạn. Lấy con nữa thôi các bạn, no rồi mình chuyển đề, mình chuyển sang ăn ghẹ. Chấm này các bạn, mình mời các bạn. Phần ghẹ này các bạn ơi, ghẹ sáng này mình mua nhỏ nhưng mà người ta bán người ta nói là chắc lắm, nhưng mà mình về mình ăn để mình luộc mình ăn thử xem, mình review xem nó có chắc hay không các bạn. Gặt mình các bạn, lấy cái càng phẩy. Ghẹ này ghẹ thịt hay sao các bạn? Chấm với muối tiêu ớt này các bạn. Mình mời các bạn. Ghẹ này mình thấy là ghẹ thịt chứ sao các bạn ơi, thịt thì chắc thật nhưng mà gặt thì ít gặt. Ghẹ mà nó tuy nó nhỏ, mình mua nó nhỏ các bạn, nhưng mà thịt nó quá trời luôn các bạn này, thịt nó chắc lắm, không có óp nha các bạn nhé. Mình chấm với muối tiêu ớt này. Ít nhưng mà đúng là ghẹ thì thật đấy các bạn. Cái bà nói là ghẹ nó chắc thì mình nghĩ là chắc là có gặt nhiều, ai dè chắc là chắc vì thịt các bạn. Các bạn miếng nước nhá. Thì các bạn ơi, mình đã dùng xong món ốc bưu luộc xả và ghẹ luộc rồi nha các bạn. Ngày hôm nay thì mình nấu một cái món là bình thường thôi các bạn, giống như là mình không có cần cầu kỳ, lâu lâu mình thay đổi cái phần ốc bưu này các bạn, làm cái nước mắm sốt như thế này rưới vào tuyệt vời lắm các bạn. Phần ghẹ thì nó tuy nó nhỏ nhưng mà thịt nó chắc lắm các bạn ơi. Hai món hôm nay ăn thay đổi khẩu vị đó là hải sản đó các bạn. Mình cảm ơn các bạn đã theo dõi hết clip ngày hôm nay của chị em mình nhé. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp các bạn vào clip ngày mai. Bye bye.